Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Nếu như các bạn đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một ứng dụng để quay màn hình điện thoại, quay video game trên điện thoại hoặc là làm những video hướng dẫn trên điện thoại để đăng lên YouTube, Facebook, vân vân, thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng này để thực hiện những điều trên. Thì sau gần 2 năm tìm hiểu và sử dụng, mình thấy ứng dụng quay video màn hình này rất là tốt, khá phổ biến và được rất nhiều người sử dụng. Cho nên trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cách chúng ta tải và set up ứng dụng để quay video đạt chất lượng tốt nhất với bản cập nhật mới nhất của ứng dụng này. Ok, các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Đầu tiên trên điện thoại của mình, để tải cái ứng dụng này, các bạn vào CH Play. Rồi các bạn đánh vào quay video màn hình. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện rất nhiều ứng dụng để quay video màn hình điện thoại. Nhưng các bạn tìm kiếm đến ứng dụng này, quay video màn hình, trình ghi màn hình, quay phim, thì đây là cái ứng dụng quay màn hình mình muốn giới thiệu đến các bạn. Thì với cái ứng dụng này, với lượt đánh giá rất là cao, với 4.8 sao, với ứng dụng này rất là phù hợp cho các bạn quay video màn hình, quay video game ở trên cái màn hình điện thoại của mình. Rồi các bạn chọn vào cài đặt để tiến hành cài đặt cái ứng dụng này vào cái thiết bị điện thoại của mình. Rồi sau khi cài đặt xong, các bạn chọn vào mở. Rồi sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn mở lên. Thì ngay tại cái giao diện này, các bạn click vào không hỏi nữa. Rồi các bạn chọn vào cho phép. Rồi các bạn tìm tới cái ứng dụng của mình. Rồi các bạn bật lên. Rồi sau khi các bạn bật lên xong, các bạn quay lại. Rồi các bạn chọn vào tiếp theo. Rồi ok. Rồi các bạn chọn vào cho phép. Rồi đây là cái giao diện chính của ứng dụng này. Đầu tiên là video. Thì tại cái giao diện video này, những cái video mà các bạn quay xong, nó cũng hiện lên tại cái giao diện này. Và phía trên này, nó hiện lên là cái số ghi còn lại ở trên điện thoại của mình, để cho các bạn biết được cái điện thoại mình còn quay được bao nhiêu ghi, để các bạn quay lại cái video của mình. Tiếp tục là máy ảnh. Thì khi các bạn quay video màn hình, các bạn có chụp ảnh lại thì những bức ảnh đó nó sẽ lưu ở trong này. Tiếp tục các bạn chọn vào dấu cộng. Thì tại đây các bạn có thể chọn vào ghi video, tức là các bạn quay video màn hình của mình, hoặc là các bạn chọn vào phát trực tiếp. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào hình cây bút là trình chỉnh sửa. Thì với cái ứng dụng này, nó cũng cho phép mình chỉnh sửa video ở trên cái ứng dụng này, hoặc là chỉnh sửa ảnh, hoặc là nén video, hợp nhất video và ảnh, quản lý tập tin. Thì với cái trình sửa video trên cái ứng dụng này, nó cũng đạt ở mức trung bình. Các bạn không nên chỉnh sửa video trên cái ứng dụng này, vì với ứng dụng này, nó tốt nhất là quay video màn hình. Khi các bạn quay xong, các bạn có thể đưa vào những ứng dụng khác ở trên máy tính hoặc là điện thoại của mình để chỉnh sửa video của mình. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào hình bánh răng cài đặt. Thì đây là cái phần quan trọng nhất để các bạn set up, các bạn quay được những cái video để đạt chất lượng tốt nhất. Rồi đầu tiên để set up quay video của mình, thứ nhất là cài đặt âm thanh. Các bạn chọn vào, các bạn chọn vào micro. Rồi các bạn chọn vào cho phép. Các bạn chọn vào micro để khi chúng ta quay video, nó sẽ thu cái giọng nói của mình vào. Còn nếu như các bạn muốn quay video không có giọng nói thì các bạn có thể chọn vào tắt tiếng. Rồi ví dụ như ở đây mình chọn vào micro. Rồi tiếp tục là cài đặt video, các bạn chọn vào. Thì trong cái phần cài đặt video này, thứ nhất là nghị quyết, các bạn có thể chọn vào 720 hoặc là 1080. Thì 720 là cái chất lượng HD, còn 1080 là chất lượng Full HD. Thì tùy vào cái chất lượng điện thoại của các bạn chọn vào cái nghị quyết 720 hoặc là 1080. Ví dụ như điện thoại của mình sẽ chọn vào 1080p. Rồi tiếp tục chất lượng, các bạn chọn vào. Thì tại cái chất lượng này thì cũng tùy thuộc vào cái điện thoại của các bạn để các bạn chọn. Nhưng mà tốt nhất các bạn chọn vào tự động để cho nó tự động tích hợp ở trên cái điện thoại của mình. Rồi tiếp tục FPS. Thì tại cái phần FPS này thì FPS càng cao nghĩa là video của bạn càng mượt, nhưng nó sẽ sử dụng nhiều CPU hơn. Thì cũng tùy thuộc vào cái điện thoại của bạn mạnh hay là yếu để các bạn chọn cho nó phù hợp. Các bạn có thể chọn vào
60fps hoặc là 50fps, hoặc là các bạn chọn vào tự động. Ví dụ như ở đây mình chọn vào tự động. Rồi tiếp tục là đến hướng ngang hoặc là dọc, các bạn chọn vào. Rồi các bạn có thể quay video của mình xoay ngang hoặc là xoay dọc. Còn nếu như tùy thuộc vào cái lúc các bạn quay video của mình như thế nào, các bạn để tự động mặc định. Rồi tiếp tục vị trí lưu. Thì nó sẽ có hai vị trí lưu, thứ nhất là lưu trong nội bộ hoặc là lưu trên thẻ SD. Tức là sau khi mình quay video xong, cái vị trí nó lưu cái video của mình, thì các bạn nên để cái vị trí lưu trữ nội bộ. Rồi tiếp tục là kích thước đoạn video, các bạn chọn vào. Thì tại cái phần kích thước đoạn video này là điện thoại di động có kích thước tiệp tin tối đa thường là 4GB. Nếu kích thước tiệp tin ghi màn hình đạt giới hạn, ghi hình không thể tiếp tục, thì các bạn có thể kéo lên hoặc là giảm xuống. Tùy các bạn chọn cái kích thước cho đoạn video của mình, thì các bạn để tầm 2GB là nó cũng đã đủ nhiều rồi để cho mình quay một cái video trên điện thoại của mình. Rồi tiếp tục là sửa sự cố giao diện người dùng, các bạn giữ nguyên. Tiếp tục là tránh dừng bất thường, các bạn cũng giữ nguyên. Rồi các bạn kéo lên ngay cái vị trí thiết lập điều khiển. Đầu tiên là chế độ ghi, các bạn chọn vào. Các bạn có thể chọn vào chế độ bình thường hoặc là chế độ hiệu suất. Thì tại đây cái chế độ bình thường nó cũng đã ghi cho mình là chức năng không giới hạn, tích hợp cho bản ghi chung và không cần thao tác thường xuyên và thay đổi trên màn hình. Còn với chế độ hiệu suất là chức năng giới hạn nhưng ổn định, ngăn chặn sự cố và độ trễ khi ghi. Thì đây mình thường quay video màn hình mình để ở chế độ bình thường, thì tùy các bạn lựa chọn cho cái thiết bị điện thoại của mình. Rồi tiếp tục là đếm ngược trước khi bắt đầu, các bạn chọn vào. Thứ nhất là tắt, thứ hai là 3 giây, 5 giây hoặc là 10 giây. Thì đây là nó đặt cái chế độ để khi các bạn bắt đầu quay video màn hình của mình, nó sẽ đếm ngược 3 giây, lúc đó nó sẽ bắt đầu quay cái video màn hình của mình. Hoặc là các bạn có thể chọn vào tắt, hoặc là các bạn để 5 giây hoặc là 10 giây. Thì đây mình sẽ chọn vào 3 giây. Rồi tiếp tục là cửa sổ bật lên khi chụp ảnh màn hình. Các bạn có thể bỏ đi hoặc là các bạn chọn vào là khi các bạn quay video màn hình, các bạn có chụp ảnh thì nó sẽ hiện cái cửa sổ này. Thì đây tùy các bạn thiết đặt, khi các bạn quay video màn hình, các bạn chụp hình nó sẽ hiện hay không. Ví dụ như ở đây mình bỏ đi. Rồi tiếp tục là ẩn cửa sổ kết thúc khi ghi. Thì cái này các bạn giữ mặc định. Với cái này là các bạn Pro các bạn mới làm được. Tức là các bạn Pro là các bạn tính phí. Nếu như các bạn có điều kiện, các bạn có thể mua cái bản này để sử dụng toàn bộ cái chức năng của cái ứng dụng quay video màn hình này. Rồi tiếp tục là ẩn cửa sổ ghi hình trong khi quay. Tức là cái cửa sổ này, khi các bạn ghi hình, các bạn có thể để cái cửa sổ này để các bạn di chuyển hoặc là các bạn ẩn đi. Rồi ví dụ mình chọn vào ẩn đi, thì khi mình quay video màn hình nó sẽ không xuất hiện cái cửa sổ này. Thì với kinh nghiệm của mình, các bạn nên chọn vào ẩn đi để khi các bạn quay nó sẽ không xuất hiện cái cửa sổ này. Tại vì khi nó xuất hiện cái cửa sổ này, khi các bạn ghi màn hình nó sẽ xuất hiện luôn cái cửa sổ này ở trên video của mình, nhìn nó không có được chuyên nghiệp và đẹp mắt lắm cho cái video của mình. Tiếp tục là lắc điện thoại để dừng. Tức là khi các bạn quay video, các bạn chỉ cần lắc điện thoại là nó sẽ dừng quay. Thì với cái chế độ lắc điện thoại này, các bạn không nên chọn vào. Vì khi các bạn chọn vào, lỡ khi các bạn đang quay, các bạn chỉ cần lắc thì lúc đó nó sẽ không quay nữa. Rồi tiếp tục quay khi màn hình đã tắt, các bạn cũng không nên chọn vào. Thì khi các bạn quay video màn hình thì cái màn hình của mình, các bạn nên chọn lúc nào nó cũng sáng cái màn hình của mình để các bạn điều khiển và điều chỉnh cái video của mình trong khi các bạn quay. Rồi tiếp tục là công cụ ảnh chụp màn hình, các bạn có thể chọn vào. Thì khi các bạn chọn vào nó sẽ hiện lên cái công cụ này, các bạn chọn vào để chụp màn hình. Rồi tiếp tục là máy ảnh, các bạn có thể chọn vào. Rồi các bạn cho phép. Thì khi các bạn chọn vào máy ảnh này, lúc các bạn quay video nó sẽ xuất hiện khuôn mặt mình trong này. Nó sẽ dùng camera trước hoặc là camera sau ở trên điện thoại của mình, thì tùy các bạn chỉnh. Ví dụ như các bạn quay một cái video về game, các bạn muốn xuất hiện cái khuôn mặt mình trên này, các bạn bình luận, phân tích về cái video của mình, các bạn muốn xuất hiện cái khuôn mặt mình trên này, thì các bạn chọn vào máy ảnh. Và cái vị trí máy ảnh này, các bạn cũng có thể di chuyển cái vị trí mà các bạn muốn đặt. Rồi tiếp tục là bút lông, các bạn chọn vào. Thì khi các bạn chọn vào bút lông, trong quá trình các bạn quay video, các bạn muốn ghi chú một cái điểm nào, các bạn có thể chọn vào để chúng ta ghi chú và vẽ những cái điểm mà các bạn cần nhấn mạnh trên cái video của mình. Rồi tiếp tục hiển thị cảm ứng, bóng tối tùy chỉnh, thì hai cái mục này các bạn giữ nguyên. Rồi ok, vậy là mình đã setup xong ứng dụng. Thì sau khi setup xong, các bạn có thể quay video màn hình
ở trên cái màn hình điện thoại của mình. Rồi tiếp tục, để quay video của màn hình của mình, các bạn chỉ cần mở ứng dụng lên. Rồi sau khi các bạn mở ứng dụng lên, các bạn muốn quay video màn hình của mình, các bạn chọn vào đây. Rồi các bạn chọn vào ghi hình. Rồi các bạn chọn vào OK. Rồi các bạn chọn vào bắt đầu quay. Thì nó sẽ đếm ngược 3, 2, 1. Thì khi các bạn chọn vào dừng, nó sẽ xuất hiện cái video của mình vừa mới quay xong. Lúc này cái video của các bạn nó sẽ lưu trong cái bộ sưu tập của mình. Thì đây là cái video của mình vừa mới quay xong, nó cũng đã lưu ở trong này. Thì với cái trình quay video màn hình này, nó cho chúng ta chất lượng âm thanh và hình ảnh rất là tốt. Các bạn có thể setup đầy đủ để quay được những video chất lượng nhất. OK, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta tải và setup ứng dụng quay video màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.